Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, khẳng định tiến trình phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19. Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, tăng trưởng kinh tế 8,02%, kinh tế vĩ mô cơ bản được giữ vững, ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt trên 730 tỷ đô la Mỹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5,7 triệu tỷ đồng. Trong những kết quả tích cực mà ngành công thương đóng góp cho tăng trưởng nền kinh tế trong năm qua, có một phần quan trọng của công tác xúc tiến thương mại. Hoạt động xúc tiến thương mại với nòng cốt là chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Năm 2022, Bộ Công Thương đã phê duyệt hơn 100 đề án xúc tiến thương mại với tổng kinh phí hỗ trợ là 136 tỷ đồng. Các đề án này tập trung vào hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển ngoại thương và phát triển thị trường trong nước theo hướng đa dạng hóa phương thức xúc tiến thương mại, tăng cường các hoạt động mang tính liên kết vùng, miền do Bộ Công Thương điều phối, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch luân phiên tổ chức cụ thể theo vùng. Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại theo hướng kịp thời đổi mới đã hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả cho các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng địa phương. Trong thời gian qua đấy, mặc dù là trong cái báo cáo tổng kết thì là hoạt động xúc tiến thương mại cũng đã được là triển khai rộng khắp và về mặt quy mô thì là được là công chúng xã hội rồi các cấp các ngành đánh giá cũng như là ghi nhận, nhưng cũng phải thừa nhận và thẳng thắn nhìn vào một cái thực tế, đó là gì? Trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2023, khi mà bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn thách thức cũng như là sự trở lại của thị trường Trung Quốc và rất nhiều những khó khăn trong nội tại của nền kinh tế của nước ta, thì chúng tôi cũng mong rằng là thứ nhất là nhận được cái sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa và nhiệt tình hiệu quả hơn nữa của các trung tâm xúc tiến thương mại hay là các đơn vị cơ quan xúc tiến thương mại trên phạm vi cả nước. Chúng ta sẽ quan tâm hơn nữa đến cái hoạt động là nâng cao năng lực cho các cái cơ quan xúc tiến thương mại và đồng thời là nâng cao qua đó để mà có thể là hỗ trợ kỹ thuật tốt hơn cho các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại. Trong năm 2023 thì cái hệ sinh thái về xúc tiến thương mại số sẽ được đưa vào để triển khai một cách nhanh chóng và mạnh mẽ hơn nữa. Các hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai một cách hiệu quả thông qua các hoạt động cung cấp thông tin về thị trường, ngành hàng, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu mục tiêu, quan trọng và một số thị trường mới còn nhiều dư địa khai thác. Nhiều địa phương, hiệp hội ngành hàng và hàng vạn doanh nghiệp đã được tư vấn về xuất khẩu tham gia chuỗi chương trình giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để nắm bắt một cách đầy đủ hơn về các thị trường nhập khẩu. Nước cũng nên đầu tư cho cái công tác xúc tiến thương mại bằng nhiều hình thức, tổ chức hội chợ hoặc là tổ chức đoàn đi nước ngoài để tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm thị trường, triển lãm, nói chung là nhiều mình phải tăng hơn. Thì muốn cái kim ngạch cao quả nó tăng lên thì mình phải làm cái công tác xúc tiến thương mại tăng. Sang năm 2023 thì hội đồ quả cũng sẽ tham dự hai cái hội chợ, một cái hội chợ là Berlin tháng 2 2023 tại thị trường châu Âu, là một cái hội chợ quan trọng thứ hai chuyên ngành rau quả là hội chợ Asia Food Logistica lần đầu tiên sau 3 năm quay trở lại, sẽ góp phần đẩy cái kim ngạch năm 2023 tăng lên. Tại địa phương, các hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai thiết thực, đơn cử như thông qua các hội chợ triển lãm đã giúp tỉnh Bắc Cạn nói riêng, các địa phương nói chung có cơ hội quảng bá sản phẩm trên toàn quốc và thị trường thế giới, kết nối giao lưu thu hút nhà đầu tư đến với địa phương, tạo cầu nối với người tiêu dùng, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao đời sống của người dân. Năm 2023, các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ được Bắc Cạn tiếp tục đẩy mạnh thông qua công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá thương hiệu các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh. Năm 2022 thì tỉnh Bắc Cạn chúng tôi thì ủy ban tỉnh rất là quan tâm đến việc xúc tiến thương mại, đặc biệt là quan tâm xúc tiến thương mại các cái hàng hóa, sản phẩm đến các cái thị trường thành phố lớn như là Hà Nội, Hải Phòng và cũng tỉnh cũng dự định là xúc tiến thương mại ra nước ngoài. Qua đó thì chúng tôi giới thiệu được các cái sản phẩm OCOP của tỉnh và các cái sản phẩm nông sản của tỉnh sản xuất ra để quảng bá cho người dân Hải Phòng nói chung và của toàn quốc biết được
và tiêu thụ rất tốt. Đến năm 2023 thì thứ nhất là vẫn cứ ưu tiên các cái thị trường ở trong nước để giới thiệu các cái sản phẩm của tỉnh. Ngoài ra thì vẫn cứ lựa chọn một nước tức là xuất ngoại để giới thiệu các sản phẩm của mình. Chúng tôi cũng muốn là đưa các cái sản phẩm tốt đó để quảng bá ra thị trường thế giới biết được. Có thể thấy rằng các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, đã đóng vai trò nòng cốt, nền tảng trong hoạt động xúc tiến thương mại chung của cả nước, huy động các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp trong việc củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước, khai thác thị trường nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, góp phần vào kết quả chung của xuất khẩu và phát triển thương mại trong nước. Những kết quả đạt được của năm 2022 sẽ là nền tảng để các hoạt động xúc tiến thương mại triển khai hiệu quả hơn trong năm 2023. Tôi đánh giá tốt ấy, của Cục Xúc tiến Thương mại đó là cái sự phối kết hợp đối với các đơn vị xúc tiến thương mại. Chúng ta vẫn bám sát những cái chương trình mà có thể nói là xương sống của hoạt động xúc tiến thương mại. Đó là chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, là chương trình thương hiệu quốc gia. Đấy là những cái hoạt động mà đặc biệt là trong năm 2022 nó khó khăn như vậy thì cái tính linh hoạt trong hoạt động xúc tiến thương mại, trong việc triển khai hoạt động xúc tiến thương mại của Cục Xúc tiến Thương mại, đấy là điều tôi đánh giá. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cái hoạt động xúc tiến thương mại thì cái điều này không phải chỉ năm 2022 mà từ năm những năm trong cái đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 thì cái điều đó đã rất cố gắng, nỗ lực. Cuối năm 2022 vừa rồi rõ ràng cái thời kỳ cực kỳ khó khăn. Chính vì vậy chương trình khuyến mại quốc gia đấy, thì đấy là những cái chương trình mà nó mang lại cái việc kích cầu trong cái nội địa, đồng thời là cũng lại hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp ở rất nhiều các đối tượng để người ta tiêu thụ được cái sản phẩm của mình. Thì đấy là những cái hoạt động mà tôi nghĩ rằng là trong những cái điểm nhấn hoạt động của Cục Xúc tiến Thương mại. Trong bối cảnh thị trường được dự đoán tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2023, vì vậy theo Bộ Công Thương, để tận dụng có hiệu quả cơ hội mới, công tác xúc tiến thương mại cần tập trung đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại đối với các thị trường trọng điểm, đặc biệt là khai thác các thị trường khu vực đang có FTA với Việt Nam, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại vào các thị trường mới, xây dựng các chương trình hỗ trợ các hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu xanh để đáp ứng yêu cầu thích nghi với xu hướng mới của các thị trường nhập khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xúc tiến thương mại, nâng cao hiệu quả chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các hoạt động nâng cao năng lực xúc tiến thương mại gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển xuất khẩu bền vững. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua việc thúc đẩy ký kết và triển khai các biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư ngành công thương với các cơ quan tổ chức xúc tiến thương mại đối tác quốc tế.